Hello Phan. Em nè. Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Đương nhiên rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt của tụi mình mà. Thì tối nay đừng có nấu cơm nha. Mình đi ăn ở ngoài á. Dạ. Anh về sớm nha. Em chờ. Trôi về đâu, mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớ chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Trôi về đâu, mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớ chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vui.